Mày ít có ác lắm hả? Kệ tao, ai biểu mày thua? Trời. Đâu mà lãng mạn quá không tốt đâu. Sẽ khổ á. Kệ tao mày. Ê, tao muốn biết cảm giác khôn như thế nào. À, chắc là thích lắm. Mày muốn thử không? Với ai? Với tao. Cái gì? Tao với mày hôn nhau? Sao? Mày không thích hả? Thích chứ. Nhưng mà mày phải bí mật nha. Ừ, tao biết mà. Mà không ở đâu? À... ra vườn chuối nha. Trời ghê quá. Tao thấy người ta hôn nhau vậy mà. Còn mày không thích hả? Tao thấy ngộ ngộ. Thích thích. Mày sao? Thích không? Thích hơn tao tưởng. Môi mày mềm và miệng mày ấm thiệt. Thơm nữa. Môi mày cũng vậy mà. Muốn thử lại không? Bán gà hả? Dạ.
thì mãi vẫn chưa yên. Ngày rồi lại tới chờ đợi nương thân quay lưng cúi đầu nhìn dấu chân qua. Mấy rồi sẽ tan ngày sẽ ai với ta đi. Giờ đây chỉ còn phía trước để vẫn nhìn đầu bước ta em. Chỉ riêng mình ta chờ đợi chi lạc bước chôn chân vào nơi cuối đường nặng nề đêm quá dài tìm cách ta quay về nơi ban đầu và đâu là lối thoát lạc bước đưa thân vào nơi góc cùng giờ mình ta cúi đầu ngày sẽ qua thôi rồi ta sẽ về về đâu làm sao ta biết ta về đâu. Lạc bước chôn chân vào nơi cuối đường nặng nề đêm quá dài tìm cách ta quay về nơi ban đầu và đâu là lối thoát lạc bước đưa thân vào nơi góc cùng giờ mình ta cúi đầu ngày sẽ qua thôi rồi ta sẽ về về đâu làm sao ta về đâu. Ta về đâu. Chị ơi, cái này của bà đúng không ạ? À đúng rồi em, chị cảm ơn em nha. Dạ. Anh không có mệt. Em đang làm gì? Em ơi, Sài Gòn rộng lắm, chắc tìm 10 năm cũng gặp được Nam đâu. Mà nếu có gặp thì cũng là gặp Mai thôi. Hy vọng á, anh sẽ gặp Mai. Tối nay anh sẽ ngủ sạp chợ, chứ thuê nhà trọ tốn tiền lắm. Tới khi gặp lại thằng Nam á, thì tiền đâu mà đưa cho nó nữa. Em yên tâm, sạp chợ Sài Gòn rộng lắm, mát hơn nhà trọ nhiều, mưa cũng không sợ đâu. Em giữ sức khỏe, đừng lo cho anh nha. Anh mới ăn bún xong. Em đang làm gì? Alo, Nam phải không? Trời, sao mày biết tao gọi cho mày hay vậy? Tao đến số đầu 08. Tao đâu quen ai ở Sài Gòn đâu. Nên tao đoán là mày. Mày đang ở đâu vậy? Tao đỡ ở Sài Gòn tìm mày nè. Lúc nãy tao thấy mày nên tao mới gọi cho mày. Thằng chó, thấy tao sao mày không kêu? Tao không gặp mày á, tao muốn tốt cho mày. Gặp tao là mày sẽ bị liên lụy về tội che giấu không tố giác tội phạm đó. Tao không có sợ,
Nếu mày không nói, tao cũng nói, thì đâu có ai biết tao ở Sài Gòn tìm mày đâu. Mày đang ở đâu? Tao ổn mà, mày cứ yên tâm đi về đi. Ổn cái đầu của mày á. Mày đang ở Sài Gòn. Mày đang ở Sài Gòn trốn lịch truy nã, chứ không phải du lịch đâu. Mày không gặp tao, tao không về đâu. Tao có mang cho mày 20 triệu nè. Mày gặp tao đi, tao đưa cho mày nha. Tao không lấy đâu. Mày đừng có tìm tao nữa, về quê đi. Tao không muốn mày bị liên lụy. Mà nè, đừng có gọi lại số điện thoại này nha. Đây là số điện thoại công cộng á. Tao cướp máy nha. Ê khoan, khoan đã. Mày gặp tao đi. Tao cho mày hôn tao. Gặp tao nha. Alo, khoan. Thằng chó. Alo, ai vậy? Tôi có một cơ hội cho cậu kiếm tiền đây. Có muốn làm không? Rất nhiều tiền. Việc gì? Gặp tiền rồi tôi sẽ cho cậu biết. Mày định chơi trò gì với tao? Định ngày bẫy tao hả? Đừng hòng. Tôi lịch sự với cậu, cậu có thể lịch sự với tôi được không? Tôi biết cậu đang có vấn đề rắc rối với pháp luật. Sao mày? Sao anh biết? Tôi thấy cậu lúng túng, sợ hãi tìm cách lẩn trốn khi thấy công an.
nếu tôi muốn hại cậu, tôi đã báo công an bắt cậu trong lúc cậu ngủ rồi. Anh có thể gửi cho tôi một tấm hình được không? Được. Chắc chắn nó là hình của anh chứ? Chắc chắn. Hình đó tôi mới chụp hôm qua. Tôi muốn anh gửi cho tôi tấm hình anh chụp bây giờ. Không cần. Thế này hay hơn. Sao rồi? Cậu tin tôi chưa? Xin chào, tôi là Huy. Anh muốn gì ở tôi? Tôi sẽ trả cậu 200 triệu để thuê cậu từ giờ đến 6 giờ sáng mai. Bây giờ là 10 giờ, đến 6 giờ sáng mai sẽ là 20 tiếng. Mỗi tiếng trôi qua cậu sẽ có 10 triệu. Tôi sẽ phải làm gì? Làm tất cả những gì tôi muốn. Giết người hay là buôn ma túy? Sẽ không làm những việc trái pháp luật. Còn trái với đạo đức? Đạo đức là mơ hồ. Đối với người này thì trái đạo đức, vì với kẻ khác thì không. Nên sẽ không tính phạm trù đạo đức. Chắc chắn tôi sẽ có 200 triệu chứ? Chắc chắn. Cậu trả điện thoại lại cho tôi. Lên xe đi. Lên đi. Đeo mặt nạ vào, giờ im lặng khi nào tôi hỏi mới được nói. Sao cậu không đầu thú? Tôi sợ. Sẽ đi tù thôi. Đi tù có ngày ra, còn trốn như cậu không có tương lai nữa. Cậu tưởng cậu đang tự do, nhưng thực ra cậu vẫn đang bị nhốt trong cái nhà tù lớn hơn thôi. Và cậu vẫn có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Một cái nhà tù rộng thì tốt hơn một cái nhà tù hẹp. Và một cái nhà tù trừu tượng cũng tốt hơn một cái nhà tù thật sự. Tôi biết cái gì là tốt nhất cho mình. Tới nơi rồi, tháo mặt nạ xuống đi.
Ê, cậu sẽ ở phòng này. Bây giờ tôi sẽ phải làm gì? Việc đầu tiên tôi muốn là cậu hết hôi từ trong ra ngoài và sạch từ đầu tới chân. Mấy con mèo đen thường kéo theo ma quỷ vào nhà. Tôi ghét mèo. Vậy cậu mong chờ điều gì khi chạy trốn? Tôi mong là mình sẽ không bị bắt và sẽ quen dần với cuộc sống trốn chạy. Khi đã quen thì mình sẽ không còn cảm giác sợ hãi nhiều nữa. Như vậy không phải tốt hơn là ở tù thật sự sao? Ai cũng có nhà tù của riêng mình. Họ bị giam giữ bởi những giá trị đạo đức, những quan điểm sống thế nào đúng sai, và cả những điều họ sợ hãi nữa. Sự sợ hãi sẽ giam cầm họ trong cuộc sống giả tạo. Họ phải cố che giấu đi con người thật của mình, dù cho con người đó có tốt đẹp gấp trăm lần con người mà họ cố phô trương trước mặt mọi người. Tôi không cần biết làm cách nào thì làm. Phải tìm ra quả thận thay thế cho mẹ tôi trước khi mọi chuyện quá muộn. Đi theo tôi. Cậu nằm lên đây. Trò chơi bắt đầu. Từ nhỏ tôi đã ước mơ có một con búp bê của riêng mình.
một con búp bê có cảm xúc. Và tôi sẽ chơi trò chơi búp bê theo cách của tôi. Cách mà không một ai có thể nghĩ ra trên thế giới này. Đó là lý do tôi thuê cậu. Lúc nãy tôi thấy một cô gái, sao anh nói nhà này chỉ có một mình anh? Không có cô gái nào hả? Do cậu căng thẳng mà tưởng tượng ra thôi. Tôi thấy rất rõ, đó là một cô gái mặc đầm đỏ mà. Im đi! Tôi nói không có là không có. Cậu bị truy nã về tội gì? Tôi đâm trọng thương người khác. Đâm đâu? Ở ngực. Cậu đâm người ta ở chỗ này hả? Nhà chỗ này. Nhà chỗ này. Ở đây lỡ tim đó. Chắc may mắn nó mới thoát chứ. Cô đâm là đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Tại sao cô lại đâm người ta? Nhậu say, cãi nhau. Tôi với anh ta là bạn. Cậu đã yêu bao nhiêu người rồi? Một người. Có hạnh phúc không? Là tôi yêu đơn phương người ta. Tại sao con không tỏ tình mà lại chấp nhận yêu đơn phương? Vì người ta không yêu tôi. Người ta chỉ xem tôi là bạn. Và đó là người bạn trai thân nhất của cậu. Cậu biết cậu ta không phải là gay, cho nên cậu không dám thổ lộ tình cảm, đúng không? Cậu biết tại sao tôi biết cậu là gay không?
tôi đã thấy cậu ở chỗ bốc phá. Khi thấy ánh mắt cậu nhìn chàng thanh niên đó, tôi đã biết ngay cậu là ai. Đó là lý do tại sao tôi gửi cậu tấm hình ở trong. Cậu chấp nhận theo tôi về đây không chỉ đơn giản vì 200 triệu, mà còn vì việc bị ngoại hình của tôi thu hút, đúng không? Tôi nghĩ trong đầu cậu cũng đã tưởng tượng ra một vài cảnh thú vị với tôi, đúng không? Cậu làm tình với bao nhiêu người rồi? Trả lời Thành Tiến. Tôi chưa. Cậu tên gì? Nam. Họ tên đầy đủ? Nguyễn Văn Nam. Còn tôi họ Vương, tên Huy. Vương Huy. Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 23. Alo. Dạ. Con biết rồi. Tôi có việc phải đi gặp ba mẹ. Cậu nên cầu mong là tôi không gặp tai nạn. Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ chết trong cái nhà kho này. Không ai có thể biết để mà cứu cậu nè. Có sợ không? Trả lời một tiếng. Tôi sợ. Há miệng ra. Tôi nuôi rắn để bắt chuột thay mèo. Thỉnh thoảng có những con rắn hổ mang bò vào để ăn những con rắn săn chuột.
Tôi thích nhìn người khác sợ. Tôi là người thứ mấy anh chơi trò này? Cậu là người đầu tiên. Và cũng là người cuối cùng. Cậu muốn chơi tiếp hay ngưng? Nếu cậu ngưng, cậu sẽ không có động nào hết. Tôi cần số tiền đó. Nếu tôi cho cậu cơ hội để trả thù tôi thì sao? Cậu có một tí muốn làm gì tôi thì làm. Một tiếng bắt đầu. Nằm im ở đây. Trả lời hành tiếng. Tôi sợ. Anh không sợ tôi có thể giết anh sao? Nếu muốn giết tôi anh đã làm từ lâu rồi. Đâu cần phải đợi anh bây giờ. Tôi để cho cậu rất nhiều cơ hội ra tay mà. Anh không nghĩ tôi sẽ giết người để cướp cổ sao? Nếu giết tôi cậu cũng không cướp được gì hết. Tiền mặt tôi để em két sắt cậu không mở được. Còn nếu cậu chịu đựng qua hết đêm nay, cậu sẽ có 200 triệu. Hơn nữa, nhà tôi đặt camera khắp nơi. Từ khi cậu vào đây, tất cả hình ảnh cậu được ghi lại hết. Nếu cậu có giết tôi, cậu cũng không thoát được đâu. Ở yên trong đó, khi nào tôi hỏi thì mới được trả lời.
Vui không? Vui. Hành hạ người khác thấy vui thì thôi hiểu, còn để người khác hành hạ mình mà anh cũng thấy vui sao? Tại sao lại chọn tôi để chơi trò chơi này? Vì cậu có vẻ mặt của một người ngây thơ, lương thiện, chưa trải đời, cộng với sự nguy hiểm của một kẻ đang trốn tránh pháp luật. Là sao? Giải thích rõ hơn đi. Tôi muốn người chơi trò này phải sợ tôi, và tôi cũng phải cảm thấy nguy hiểm khi chơi trò này. Do đó, cậu là sự lựa chọn hoàn hảo. Khả năng tôi giết chết anh là thấp, nhưng không phải là không thể xảy ra. Tại sao anh có thể đặt mạng sống của mình vào tay người khác như vậy? Anh đang có tất cả mọi thứ mà. Tôi cần sự nguy hiểm để thúc đẩy cuộc sống của mình tiến lên. Tôi có một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt gia đình và xã hội. Nó làm tôi tởm lận, phát nôn mửa và muốn chết. Tôi thèm cảm giác tàn nhẫn với ai đó, và được ai đó tàn nhẫn với mình. Cậu nên ngủ một giấc đi. 5 giờ sáng mai tôi sẽ đánh thức cậu dậy, trả cậu 200 triệu và chở cậu về chỗ cũ. Chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, anh giết người và muốn gài bẫy tôi làm chuyện đó đúng không? Tôi vẫn chưa hiểu. Có một cô gái vừa bị đâm chết trong căn nhà này, và anh muốn mọi người nghĩ là tôi đã làm chuyện đó. Cô gái nào? Anh đừng có giả bộ, anh chính là kẻ giết người, và bây giờ anh muốn giết luôn tôi để đổ tội cho tôi đúng không?
Anh sẽ giết tôi chết, rồi anh sẽ nói với mọi người là tôi là ăn trộm, nó lẻn vào nhà anh mà giết chết cô gái kia, và định giết luôn anh nữa, nên anh đã phải giết tôi để tự vệ đúng không? Cô dẫn tôi đến chỗ cô gái đã bị giết đi. Anh có chắc là anh không còn con dao nào khác trong người chứ? Cậu có thể dùng con dao đó để mà tự vệ. Không, đây chính là con dao hung khí. Nếu tôi cầm vào sẽ có dấu vân tay của tôi trên đó. Anh nên gài bẫy tôi nữa hả? Thôi được rồi, tôi sẽ đi trước, cậu theo sau. Cậu thấy cô gái đã bị đâm chết ở đâu? Trong phòng tôi ngủ. Nãy tôi thấy cô ấy ở đây mà. Không thể nào là ảo giác được. Tin tôi đi, tôi thấy một con gái nằm chết với con dao cắm trên lưng của cô ấy. Con dao cắm trên lưng cô ấy. Cậu thấy rõ mặt cô ấy không? Không, cô ấy nằm úp mặt xuống nền nhà, tóc che hết mặt. Cô ấy mặc áo đỏ, đi giày đỏ. Cậu nghĩ đó là cô gái cậu thấy lúc cậu bị trói không? Phải cô gái này không? Lúc nãy tôi không thấy rõ mặt. Cô ấy mặc cái đầm này đúng không? Cô ấy là ai vậy? Là em gái tôi. Em gái tôi bị cướp đâm chết trong chính căn phòng này. Cậu đi theo tôi. Em tôi được chôn ở đây, dưới gốc cây tường vi này. Em tôi đã mất hơn một năm rồi. Ba mẹ tôi quyết định cho em gái tôi trong vườn nhà để em không cảm thấy cô đơn. Họ không xây mộ vì không muốn để ai biết. Rất ít người biết mộ em gái tôi ở đây. Ai cũng nghĩ mộ em gái tôi ngoài nghĩa trang, nhưng đó chính là ngôi mộ giả ba mẹ tôi xây lên để đánh lừa mọi người. Từ khi em gái tôi mất, thỉnh thoảng lại có người thấy em tôi lang thang trong căn nhà này, mặc bộ đồ lúc em bị đâm chết với con dao cắm trên lưng. Đó là lý do tại sao con người giúp việc nào dám làm việc ở đây lâu dài. Chúng tôi phải cho họ một số tiền lớn để giữ im lặng về việc em gái tôi hiện về.
Em gái tôi chết là lỗi của tôi. Những đêm đó tôi ở nhà thì em gái tôi đã không bị giết. Đưa anh chìa khóa xe hơi đi. 11 giờ đêm rồi anh còn đi đâu nữa? Anh đi gặp đám bạn chút xíu, tụi nó réo hoài à. Ba mẹ mà có hỏi thì nói anh đi ngủ rồi nha. Ừ. Búp bê mới mua hả? Dạ. Lớn đồng chơi búp bê hoài. Kệ em. Alo, anh nghe nè. Em nghe trong nhà mình có tiếng động gì lạ lắm. Giống như có ai đó đang trong nhà mình á. Được rồi, anh sẽ quay về liền. Sau, tôi tỉnh lại trong bệnh viện và sau đó được đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần điều trị 6 tháng mới được về nhà. Ba mẹ tôi không một lần nào trách tôi về việc em gái tôi mất. Nhưng điều đó càng làm tôi thêm khổ sở. Tôi ước được một lần được họ chửi, đánh tôi và nói thẳng vào mặt tôi là em gái tôi mất vì tôi. Có lẽ như vậy tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Ba mẹ anh không ở căn nhà này nữa không? Căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm về em gái tôi. Ba tôi còn muốn mẹ tôi ở đây nữa. Mẹ tôi vừa suy thận, suy tim, sức khỏe rất là yếu. Tôi muốn ở đây một mình với em gái tôi. Thank you.
mở cửa ra, mở cửa, mở cửa ra mày. Tôi nghe tiếng cậu đập cửa, có chuyện gì vậy? Cậu thấy em gái tôi nữa hả? Cậu ra mộ em gái tôi chào tôi. Tao hẹn Linh ra đi bơi. Linh! Ê, hôm qua tao mới hôn Linh á. Thích không? Tất nhiên, tao thích hơn hôn mày rồi. Anh làm gì vậy? Tôi và ba mẹ chưa bao giờ thấy hồn ma em gái tôi. Chỉ người giúp việc và khách tới chơi là thỉnh thoảng thấy hồn ma em gái tôi hiện về với con dao cắm trên lưng giống như lúc nãy cậu nói. Bởi vì từ rất lâu rồi gia đình tôi không mời bất cứ ai tới chơi. Ba mẹ tôi không muốn mọi người đồn thổi về em gái tôi và căn nhà này. Tôi muốn đem em gái tôi đi chỗ khác chôn, hy vọng nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Đào đi. Tôi ra lệnh cho cậu đào đi. Ba mẹ sẽ nói gì khi biết anh đào em gái lên mà đem đi chỗ khác chôn? Chúng ta sẽ làm lại ngôi mộ y như cũ. Ba mẹ tôi mà có hỏi, tôi sẽ nói tôi đáp đất thôi. Chắc mẹ là phải tới quan tài lâu rồi. Sao cậu biết? Tôi đã theo người ta bóc mộ nhiều lần rồi. Đất này nãy giờ mình đào không giống với đất đã được đào lên. Đất rất là cứng và liền với xung quanh. Ý cậu đây có thể là ngôi mộ giả. Ba mẹ không chôn em tôi đây. Mày nói được chưa? Em đã được chưa ở đây? Thank you.
sao không? Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này? Tụi mày muốn gì hả tao? Còn hơn một tiếng nữa là hết thời gian rồi. Tôi sẽ chở con về chỗ cũ cùng với 200 triệu. Sẽ chẳng có 200 triệu nào hết. Tất cả chỉ là cái bẫy của mày. Thằng khốn bệnh quản. Tao sẽ không ở trong cái nhà này thêm một phút nào nữa hết. Vậy là 200 triệu của con. Cầm đi. Tại sao? Tại sao tôi vẫn trả đủ dù cậu ngưng sớm đúng không? Vì tôi thích cậu. Khoan đi. Còn thay bộ đồ trên người trả tôi và mặc lại bộ đồ cũ của cậu đi. Tôi cũng đi thay đồ. Cậu thay đồ xong thì xuống xe chờ tôi. Tôi sẽ chở cậu về chỗ cũ.
Ê Nam. Cái gì? Mày tin là có thiên đường không? Tao không biết nữa, nhưng mà cuộc sống như vậy không phải là thiên đường sao? Mày yêu tao đúng không? Đúng không? Thằng chó, sao mày không nói tao biết? Tao sợ mày ghét tao, mày không chơi với tao nữa. Ghét nè, thương mẹ mất thì thôi, chứ sao tao ghét mày được? Tao không yêu mày được, nhưng mà tao thương mày nhiều lắm. Bây giờ còn thương hơn. Sao mày biết mà tao yêu mày? Từ khi tao yêu Linh. Sao mày đáng ra? Cái cách mày ghen mắc cười lắm con. Tao đâu có ghen. Sậu lờ. Ghen lồng lộn luôn mà nói là không ghen. Sao mày nói cho tao biết là mày biết tao yêu mày? Yêu á, mày giấu trong lòng khổ lắm. Mày là bạn tao, tao muốn mày khổ. Mày yêu tao từ năm lớp 8 đúng không? Ủa, sao mày biết? Thì đơn giản thôi. Tao ngồi sâu chuỗi lại mọi chuyện là tao biết liền chứ gì, đúng không? Ừ. Mà mày cũng lời quá trời rồi còn gì nữa. Sao lại? Thì nụ hôn đầu tiên của tao đã dành cho mày rồi còn gì. Mày nói thật đi con, trước tao mày đã hôn ai chưa? Vậy xem như tao cũng hốt rõ nụ hôn đầu tiên của mày rồi. Nếu lúc đó mày biết tao yêu mày á, mày có dám hôn tao không? Có chứ, sợ gì. Mày cũng đẹp trai nè, miệng mày lại thơm nữa. Thú thật, lúc đó tao cũng thấy thích. Vậy mày cho tao hôn mày nữa nha. Không. Đi, tao hứa không có cho lưỡi vô miệng mày nữa đâu. Gọi tao bằng anh đi, rồi tao cho mày hôn. Thôi kỳ mà. Vậy thôi, khỏi hôn. Anh Khánh. Tham nè, tham nè. Tôi chết rồi ư? Chúng ta đều đã chết. Và chúng ta đang chờ Chúa phán xét. Con nghĩ con sẽ xứng đáng được lên thiên đàng, hay là sẽ phải xuống địa ngục? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mình chắc sẽ phải xuống địa ngục. Vì cậu đã đâm gần chết một người. Nếu được làm lại, cậu có đâm anh ta không? Nếu được sửa chữa một điều sai lầm trong quá khứ, cậu sẽ làm gì? Trừ việc đâm người. Tôi sẽ từ chối theo anh đến căn nhà này. Còn nếu Chúa cho cậu sống lại, những điều quan trọng nhất thiết cậu phải làm là gì? Tôi sẽ đi tự thú. Và tôi sẽ công khai cho mọi người biết mình là gay. Tôi tin lúc đó cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Còn anh sẽ làm gì? Rượu hả? Tôi không uống đâu. Uống đi, đằng nào cậu cũng phải xuống địa ngục mà.
Cậu có ghét tôi không? Sao những gì tôi đã làm với cậu? Tôi xin lỗi. Cậu tha lỗi cho tôi chứ? Cảm ơn cậu. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Về việc tôi muốn thay đổi điều gì hả? Cậu thật sự muốn biết sao? Mẹ hay Lan trong đó vậy? Mẹ hay Lan vậy? Em... Có chuyện gì vậy em? Không có chuyện gì đâu anh. Không có chuyện gì mà sao ngồi trong đó khóc? Mở cửa ra đi. Em không mở cửa là em phá cửa đó. Có chuyện gì vậy em? Mày có thai hả? Con bị cướp vào nhà đâm chết rồi. Nếu được làm lại, anh sẽ ôm em vào lòng và chúc mừng em sắp được làm mẹ. Anh xin lỗi em. Em ơi! Cái gì vậy? Cái gì? Cắp trộm vậy không? Hôm nay là thứ mấy vậy? Thứ tư. Thứ tư rồi sao? Tan trong không gian nụ hôn lúc xưa, ta như còn đang mãi tìm. Rơi nhanh trong đêm ngày vui thoáng qua, tay như còn ấm hơi người ấy. Cũng chỉ là mơ với nhau thôi, tìm đâu có thật không tôi, có không anh.
dù chút thôi. Nam là tình yêu hóa ra từ chính ta, tìm thấy vui được sống và yêu đương giống như đèn dấu yêu thường để ban cho mỗi con người, giờ bắt sống với đôi người tự như có ta. Phải chẳng có gì? Một tuần nữa tao làm đám cưới với Linh rồi. Không có mày làm phụ rể tao buồn quá. Trời, sao cưới đồng ngọt vậy? Dính bầu bơi. Thằng quỷ, ẩu dễ sợ. Mà thôi, có bầu vậy cũng vui. Tao cầu cho con mày hả, giống hệt tao luôn. Giống mày tao còn khoái á. Tao sẽ hung nó tối ngày, cho nó sệ má luôn. Vậy có tao nè, không tao nổi đi. Thằng chó, Linh lại chỗ mày. Nhớ dẫn con mày vô trọng thăm tao nha. Yên tâm, tao cho nó kêu mày là ba luôn. Hè nha. Ê. À, mày vẫn chưa kể cho tao nghe lý do vì sao mày lại quyết định đầu thú vậy? Tao đã ngủ ly bì suốt 2 ngày 2 đêm và mơ một cái giấc mơ thật kỳ lạ và khủng khiếp. Nó thật tới nỗi mà tao không tin là mơ luôn á. Kể tao nghe coi. Đi chơi nha con. Trong không gian nụ hôn lúc xưa, ta như còn đang mãi tìm. Giờ nhìn trong đêm ngày vui thoáng qua, tay như còn ấm hơi người ấy. Cũng chỉ là mơ với nhau thôi. Tìm đâu có thật không tôi, có không anh, dù chút thôi.
là tình yêu thoát ra từ chính ta, tìm thấy vui được sống và yêu thương giống như ngàn dấu yêu thường để ban cho mỗi con người, rồi bất công với đôi người vì như có ta. Còn trong không gian nụ hôn lúc xưa, ta như còn đang mãi tìm. Rơi nhanh trong đêm ngày vui thoáng qua, tay như còn ấm hơi người ấy. Cũng chỉ là mơ với nhau thôi, tìm đâu có thật không tôi, có không ai dù chút thôi. Là tình yêu thoát ra từ chính ta, tìm thấy vui được sống và yêu thương giống như ngàn dấu yêu thường để ban cho mỗi con người, rồi bất công với đôi người và chẳng có ta. Là tình yêu thoát ra từ chính ta, tìm thấy vui được sống và yêu thương với đôi người tự như có ta. Hỏi chẳng có